Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2019. Đến với bản tin hoạt thịnh đốn gồm có tin quốc phòng và tin Việt Nam. Trong phần 2 là chào Washington DC. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Tin quốc phòng. Thủ tướng May nói sẽ từ chức nếu thỏa thuận Brexit được thông qua. Hôm thứ tư, Thủ tướng Anh Theresa May đề nghị với các đồng nghiệp bà sẽ từ chức nếu thỏa thuận Brexit được thông qua, cho phép Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Tuyên bố nhượng bộ của Thủ tướng May là hành động bất đắc dĩ mới nhất nhằm thúc đẩy thỏa thuận Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực vẫn không đủ thuyết phục. Một đảng ở Bắc Ireland nói rằng họ sẽ không ủng hộ thỏa thuận. Tuyên bố từ chức của Thủ tướng May được đưa ra sau khi các nhà lập pháp tổ chức một loạt cuộc bỏ phiếu phủ nhận biện pháp thay thế nhằm giải quyết các bế tắc trong thỏa thuận Brexit. Thủ tướng May đã chịu áp lực từ các thành viên ủng hộ Brexit trong đảng bảo thủ. Nhiều người trong số này cáo buộc bà đã đàm phán một thỏa thuận tồi tệ khiến Anh quá cắn bó với châu Âu sau khi rời khỏi. Một số người khác nói rằng họ sẽ ủng hộ thỏa thuận Brexit nếu một nhà lãnh đạo khác chịu trách nhiệm trong giai đoạn đàm phán tiếp theo. Trong một cuộc họp đông đảo, các nhà lập pháp bảo thủ, Thủ tướng May cam kết rằng Bà sẽ ra đi nếu thỏa thuận của bà được thông qua, mặc dù bà không cho biết thời điểm cụ thể. Bà nói, tôi đã chuẩn bị từ chức sớm hơn dự định để thúc đẩy những điều phù hợp cho đất nước và đảng của tôi. Đảng Dân Chủ yêu cầu ông Barr phải nhanh chóng công bố toàn bộ báo cáo của ông Miller. Cuộc chiến về việc công bố báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Miller trở nên căng thẳng hơn vào thứ Tư. Đảng Dân Chủ tại Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp William Barr phải nhanh chóng công bố đầy đủ những phát hiện của ông Miller. Ông Barr cho biết ông sẽ công bố ít nhất một phần báo cáo vào tháng 4. Trước đó, hôm Chủ nhật, ông Barr đã công bố một bản tóm tắt bốn trang với kết luận không tìm thấy bằng chứng, buộc tội Tổng thống Donald Trump âm mưu phối hợp với chính phủ Nga can thiệp bầu cử Tổng thống năm 2016. Đảng Nhân Chủ cảnh cáo họ sẽ đặt câu hỏi về tính hợp pháp các hành động của ông Barr áp lực đặt ra khi Hạ viện đang tiến hành giám sát chính quyền Trump. Ủy ban tình báo dự kiến sẽ tổ chức phiên điều trần vào thứ Năm về vai trò Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Dân biểu E. J. Cummings, tiểu bang Maryland, chủ tịch ủy ban giám sát Hạ viện cho biết, ông nghi ngờ vì ông Barr tuyên bố sẽ mất hàng tuần để công bố báo cáo thay vì chỉ mất vài ngày. Ông Barr nói với thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Chủ tịch ủy ban tư pháp thượng viện rằng Ông phải viết lại các báo cáo của ông Miller, loại bỏ những thông tin không cần thiết trước khi trình lên quốc hội. Cố vấn và các đồng minh cảnh giác, tổng thống Trump không nên ân xá cho các phụ tá. Sau khi báo cáo về cuộc điều tra của công tố viên Miller được công bố, những đồng đoán mới cho rằng tổng thống Donald Trump có thể ân xá một số phụ tá của ông đã bị buộc tội trong cuộc điều tra. Cố vấn thân cận và các đồng minh cộng hòa của tổng thống Trump đã khuyên ông không nên làm điều đó họ cảnh cáo rằng việc ân xá có thể phá hủy tiềm năng chính trị và làm lu mờ những thành tựu của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã suy tính ân xá để giúp đỡ các cố vấn của ông, những người đã nhận tội hoặc bị kết án bao gồm cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và cựu chủ tịch chiến dịch Trump Paul Manafort. Tuy nhiên, các luật sư của ông khuyên ông không nên nói về việc sử dụng quyền ân xá. Rudy Giuliani, đứng đầu nhóm luật sư riêng của Tổng thống Trump nói, Tổng thống sẽ không xem xét việc ân xá, ông sẽ không đưa ra lệnh ân xá nào. Nếu có, việc đó sẽ được thực hiện trong tương lai, nhưng sẽ không có hứa hẹn nào cả. Không ai có thể chắc chắn. Tất nhiên, Tổng thống Trump có đủ quyền hạn để làm điều đó, nhưng tôi không tin Tổng thống sẽ sử dụng quyền này. Cuộc thăm dò của ông Miller đã kết thúc hồi tuần trước. Mặc dù ông Miller không đưa ra kết luận liệu Tổng thống Trump có cản trở công lý hay không, nhưng Bộ trưởng Tư pháp William Barr, một người được Tổng thống Trump đề cử, đã tóm tắt báo cáo của ông Miller thành một tập tài liệu dài bốn trang và kết luận không tìm thấy bằng chứng cáo buộc Tổng thống cản trở công lý, âm mưu hay phối hợp với chính phủ Nga can thiệp bầu cử năm 2016. Tướng quân đội Hoa Kỳ lên kế hoạch gặp Google vì lo ngại Trung Cộng. Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ sẽ gặp đại diện của Google vào tuần tới. Tướng Joseph Dunford cho biết hôm thứ Tư, những nỗ lực liên danh trí tuệ nhân tạo của Google tại Trung Cộng giúp quân đội nước này tiếp cận và tận dụng công nghệ của Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh, đây không phải về tôi hay Google, mà là các tác động của những dự án kinh doanh tại Trung Cộng có khả năng làm mất vị thế quân sự cạnh tranh của Hoa Kỳ. Tuyên bố được đưa ra giữa bối cảnh lo ngại các công ty kinh doanh tại Trung Cộng đang giúp quân đội nước này vượt qua Hoa Kỳ. Google cho biết các hoạt động về AI của công ty tại Trung Cộng chỉ tập trung vào giáo dục, nghiên cứu ngôn ngữ, thuật toán thị trường và phát triển các công cụ toàn cầu sẵn có. Trong một tuyên bố hồi tuần trước, Google nói rằng họ không làm việc với quân đội Trung Cộng. Google cho biết công ty vẫn hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Quốc phòng, trong nhiều lĩnh vực từ an ninh mạng đến tuyển dụng và chăm sóc sức khỏe. Tướng Dunford cho biết, các công ty của Hoa Kỳ tại Trung Cộng bắt buộc phải nhận một nhân viên của đảng Cộng sản, và điều này sẽ dẫn đến các nỗ lực đánh cắp tài sản trí tuệ. Tuần trước, Dunford và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Patrick Shanahan đã bày tỏ mối quan ngại tương tự trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Đền nói, chúng tôi theo dõi và rất quan ngại khi các đối tác ngành làm việc tại Trung Cộng mang lại lợi ích gián tiếp cho quân đội nước này. Shanahan cũng cho biết, trong khi Google đang lẫn tránh một số hợp đồng với ngũ giác đài, công ty lại tìm cách hoạt động tích cực hơn tại Trung Cộng. Hầu hết nền kinh tế Trung Cộng là các doanh nghiệp nhà nước, vì vậy công nghệ dù được phát triển trong lĩnh vực dân sự nhưng sẽ dần được chuyển giao cho quân sự. Đó là một đường dẫn trực tiếp, không những chỉ chuyển giao mà còn trộm cắp tài sản công nghệ Hoa Kỳ, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ mới nổi. Do đó, quân đội Hoa Kỳ cần tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và tài trợ nhiều hơn trong ngân sách đề xuất năm 2020. Bộ Tham mưu đã không công bố chi tiết về thời gian cuộc họp giữa Danford và Google, tuy nhiên dự đoán cuộc gặp sẽ diễn ra vào tuần tới. Blogger mất tích tại Thái Lan bị bỏ tù tại Việt Nam. Blogger Trương Duy Nhất, cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do đang bị giam giữ tại trại giam Thi 16 Hà Nội, thuộc thẩm quyền của Bộ Công an. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam cần phải phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện blogger Trương Duy Nhất chấp nhận để ông ra nước ngoài. Con gái ông Trương Duy Nhất, cô Trương Thục Đoan trao đổi với CPJ qua WhatsApp cho biết về việc ông Nhất bị giam giữ. Đây là tin tức đầu tiên tiết lộ tình trạng ông Nhất kể từ khi ông bị mất tích tại một trung tâm mua sắm ở Bangkok vào ngày 26 tháng 1. Sean Crispin, đại diện cao cấp của Ủy ban Bảo vệ ký giả tại Đông Nam Á nói, nhà cầm quyền Việt Nam nên phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện đối với blogger Trương Duy Nhất, cho phép ông được ra khỏi Việt Nam các nhà chức trách của Việt Nam và cả Thái Lan nên điều tra cuộc bắt cóc ông Nhất ở Thái Lan và buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm tối đa theo luật địa phương. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương do VATV và SPTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042 với sự góp mặt của danh ca Y Phương cùng ca sĩ Ngọc Thúy, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Với sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703 531 1881. Nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703-992-8128 Nhà hàng Nha Trang, điện thoại số 703-534-1657 Nova Pharmacy, điện thoại số 703-538-5555 Kim Phụng Bakery, điện thoại số 703-534-4525 Brother Auto Services, điện thoại số 703-204-1233 Thanh Sơn Thông Phu, điện thoại số 703 điện thoại số 703 534 1202, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, điện thoại số 703 339 9852, Bánh Mì Ba Lẹ, điện thoại số 703 876 9062, Emerson Exley Accounting Tax and Payroll Services Incorporation, điện thoại số 703 237 5404. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703 307 5001.